công bố kết quả cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông kỳ thi thứ 2. Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông do Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Gia Lai phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức đã tạo sức lan tỏa lớn và thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh tham gia. Kỳ thứ 2 bắt đầu vào lúc 9 giờ ngày 13 tháng 5 năm 2024, kết thúc vào lúc 16 giờ ngày 17 tháng 5 năm 2024. Đã có 26.264 lượt thí sinh của 37 trên 63 tỉnh thành trong cả nước tham gia thi. Giải nhất: Nguyễn Như Thành, 39 Đinh Tiên Hoàng, phường Diên Hồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Giải nhì: Võ Đức Hậu, phường Diên Hồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Phan Hà Bạch Ánh, phường Hội Phú, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Giải ba: Đỗ Thị Lệ Hằng, công an huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk. Nguyễn Thị Thiết, ngân hàng VPBank chi nhánh Vinh, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Nguyễn Thị Thu Thảo, giáo viên trường Trung học cơ sở Nguyễn Tất Thành, xã Gia Giang, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai. Giải khuyến khích: Nguyễn Đặng Gia Huy, 78/4D đường Bình Lợi, phường 13, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Nguyễn Văn Hòa, phường Tây Sơn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Trần Hoàng Quý, phường Yên Đỗ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Đinh B, đoàn thanh niên xã Lơ Cu, huyện Cờ Bang, tỉnh Gia Lai. Nguyễn Thị Hướng, phòng Lao động Thương binh và Xã hội, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai. Kỳ thi thứ 3 bắt đầu lúc 9 giờ ngày 20 tháng 5 và kết thúc vào 16 giờ ngày 24 tháng 5. Mời cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia.